thì Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã hình thành được hai điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn quận Sơn Trà và hợp tác xã sản xuất thương mại và dịch vụ An Hải Đông. Qua đó thì giúp người tiêu dùng có thể tiếp cận các sản phẩm nông nghiệp sạch, bảo đảm sức khỏe khi sử dụng. Đây là một trong hai điểm giới thiệu quảng bá và bày bán sản phẩm tham gia chương trình ô cốp của thành phố Đà Nẵng tại quận Sơn Trà 25 đơn vị tham gia chủ yếu là các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn và các tỉnh Quảng Nam, Lâm Đồng. Các gian hàng ở đây đa phần là các sản phẩm nông sản, lương thực, thực phẩm tham gia ô cốp. Thông qua hoạt động này, không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất tham gia chương trình ô cốp, các địa phương giới thiệu, quảng bá, xúc tiến, tiêu thụ sản phẩm, mà còn góp phần thực hiện có hiệu quả đề án chương trình ô cốp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Trước đó, Sở Công Thương Đà Nẵng đã triển khai vận động, nhân rộng mô hình tổ chức thêm các khu trưng bày bán sản phẩm ô cốp tại các trung tâm thương mại siêu thị trên địa bàn, tổ chức hoạt động kết nối tiêu thụ với nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước để tăng nguồn hàng, sản phẩm phong phú phục vụ phát triển dịch vụ thương mại của thành phố. Đến nay, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đã công bố trao giấy công nhận cho 4 sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của Đà Nẵng, được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là cà phê sạch Mayaka, nước mắm nhĩ bình minh nước mắm nam ô hương làng cổ và bánh khô mè bà liễu mẹ